chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những xu thế thời tiết chung trên cả nước. Thưa quý vị, dòng xiết gió Tây trên cao đã suy yếu, nên đêm qua tại các tỉnh Bắc Bộ chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi. Đến sáng sớm nay thì sương mù còn bao phủ ở hầu hết các nơi trên khu vực, nhưng do mật độ không dày nên ít ảnh hưởng đến sự hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông. Ngày hôm nay nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ, ngay buổi sáng nhiều nơi đã trên 20 độ và đến giữa trưa thì nhiệt độ đã lên từ 26 đến 28 độ, tăng hơn so với ngày hôm qua từ 2 đến 4 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mang thời tiết ít mưa và nắng nhiều. Riêng một vài nơi thuộc khu vực Tây Nguyên thì trời còn khá rét về đêm và sáng, còn Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao với tiết trời ban trưa khá nắng nóng. Trong đêm nay và ngày mai, do chưa chịu ảnh hưởng của bất kỳ hình thế thời tiết nào gây mưa hoặc rét ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, nên trên toàn khu vực vẫn duy trì kiểu thời tiết ít mưa và nắng ấm, thậm chí còn có cảm giác hơi nóng vào lúc giữa trưa. Nền nhiệt toàn khu vực ở mức cao hơn so với những ngày giáp Tết hàng năm. Sương mù nhẹ xuất hiện ở nhiều nơi nhưng tan nhanh sau khi trời có nắng. Ban ngày do mây giảm và có nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm nay. Ngay từ buổi sáng, nhiều nơi nhiệt độ đã trên 22 độ. Đến buổi trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ đạt mức cao nhất và dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Một vài nơi ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ xấp xỉ là 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời cũng ít mưa và sương mù còn xuất hiện vào đêm và sáng, nhưng tan nhanh sau khi mặt trời mọc. Ban đêm cảm giác lạnh cũng không còn khi hầu hết các nơi nhiệt độ đều trên 20 độ. Ban ngày cùng với sự gia tăng của bức xạ mặt trời, nhiệt độ tăng dần lên và còn cao hơn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khoảng 1-2 độ, phổ biến từ 28 cho đến 31 độ. Thời tiết nắng ấm trong những ngày cận Tết tại các tỉnh miền Bắc tạo cảm giác thoải mái cho người dân, nhưng cũng gây không ít khó khăn cho những người trồng hoa vì đào và mai nở sớm nên khó có thể nở đẹp vào đúng dịp Tết. Ở phía Nam, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn ổn định, trời ít mưa và nắng nhiều. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nắng nóng còn duy trì và độ ẩm không khí thấp, nên bà con cần chú ý phòng tránh hỏa hoạn để đón Tết yên vui. Trong vài ba ngày tới, do chưa có không khí lạnh từ phía Bắc xâm nhập xuống nước ta, nên người dân các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón Tết trong tiết trời ấm áp từ nay đến hết ngày 7 tháng 2, tức là ngày 27 Tết. Sau đó đến ngày 28, ngày 29 Tết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời chuyển rét. Tuy nhiên, nền nhiệt không giảm xuống quá thấp như những ngày cuối tháng 12 dương lịch vừa qua. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ và cao nhất là khoảng 26 đến 29 độ, có nơi xấp xỉ 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và cao nhất là khoảng 26 đến 29 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 22 độ và cao nhất là khoảng 26 đến 28 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và cao nhất là khoảng 27 cho đến 30 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 34 cho đến 36 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 34 độ. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp đến Đông cấp 4, nhiệt độ dao động phổ biến từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động trong mức từ 25 cho đến 30 độ. Như vậy, trong 24 giờ tới, thời tiết ổn định trên cả nước, các tỉnh Bắc Bộ trời còn nắng ấm, các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày hôm nay. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!